Rồi, chào anh chị các bạn, nay mình làm yêu nhất hướng dẫn anh chị các bạn cách mình tạo mới database trên Shopify của anh và đổ cái Shop Account vô nha. Rồi mở phần mềm Shopify của anh lên sau khi mình có cài đặt sẵn rồi. Rồi sau đó mình sẽ bấm vô chỗ mà Change Company nè, ở đây có nút New đó, mình chọn là New from you wizard và new đây nó sẽ tạo ra một cái database trắng cho mình, còn new form view wizard là nó sẽ lên từng bước để mình có thể làm database new đây. Cái khi mà new này thì hỏi password say user là password lúc mà cài sáp á, sáp server nghe, thì password này là mình sẽ gửi cho bạn luôn. Vô đây là bấm next. Company name thì mình sẽ đặt tên company name nha, company name như công ty như tôi tên Điền company đi. Cái này rồi. Đó, rồi database mình đặt tên gì đó Điền. Demo. Đây là file Điền demo đi. Rồi, nha. Rồi đây local setting đó, thì đây mình sẽ chọn đó là Việt Nam. Việt Nam không có, mình sẽ chọn là Singapore. Ở job account đó, thì đây mình chọn là mình tự mình define chứ không có chọn lấy một job account nào nha. Ở ngôn ngữ mình chọn là English. Rồi cái define posting bên đó đó thì mình sẽ nhập là 2023. Đây mình chọn là bên nó 12 tháng, nhìn đây coi kỹ là có đúng chưa, đúng không? Continue next. Sau khi xong rồi nó hỏi mình là password manager, thì đây mình đặt password manager độ khó giống như yêu cầu ha. Và tạo xong database cho mình, nó login vô luôn. Database mình đầu tiên là trắng, không có gì hết, này mình không cho show luôn đó. Rồi tiếp theo thì mình bấm nét chỗ này để mình làm tiếp. Thì đây mình khai báo những thông tin của công ty của mình, địa chỉ, số điện thoại gì đó. Đó, thì mình khai báo ở đây. Đó, nước cái đó rồi mình đây. Đó, còn mấy nét tiếp. Ở đây mình xài những cái chức năng gì trên đây thì mình xài, mình bật lên. Đó, cái này mình cần xài đó, sành không mình xài ở bên không mình xài. Đây này, đây. Cái mình wizard. Shit, đó. Mệt. Bỏ này nó không tròn thôi. Mình bật bật sao. Rồi, tiền tệ mình xài đây là tiền gì đây. Local currency mình xài tiền gì? Local currency mình xài tiền Việt Nam đồng ha. VND. Đó. Việt Nam đồng. Đồng.
Chưa là chưa, là đúng rồi. Không. Đó, mình chờ báo nha. Rồi, sau đó mình update. Ok. Đó, cho ông Nguyễn Nam Đồng nha. Đây. Ông còn muốn sửa lại, bấm đây sửa lại nha. Sửa lại thì mình sửa đây vì... Này đây mình xài VND này nè, đó vậy cũng được. Đó. Đó, nhìn cho được chút. Đó. Rồi, system currency, yêu cầu currency, system currency là tiền gì? Đồng đồng luôn ha, nếu mình xài. Rồi, default currency, xài local currency. Đó. Rồi. Nó muốn thêm thì bấm đây thêm nữa. Đó. Rồi. Rồi cái này là lưu chuyển tiền tệ nè, cái này là xài kiểu gián tiếp và trực tiếp nè, công hình tiếp. Rồi chỗ này chắc là cao rồi, để như default để mà mình sẽ đổ cái bộ sổ mình vô. Rồi net luôn, rồi chắc up account đó, mình tạo được tài khoản vô. Gọn đây mình sẽ hướng dẫn mình đổ sao hay đổ biên mẫu như sao. Rồi destination. Đó, đọc sau khi đổ xong cái bộ kế toán vô đây á, mấy cấu hình GL account destination là cái này á là cái sơ đồ để mà hạch toán tự động khi mà user nó làm những cái phiếu mua bán hàng bên dưới nha. Bắt internet này làm rồi, tắt group là phải. Nghĩa là xong cái chớp account mới làm tiếp mấy phần dưới này được. Rồi vào tạm thời phần này mình sẽ làm sao để qua đây, tại vì chưa có chớp account, cái gặp chưa đổ vô. Rồi, next. Rồi. Ở đây mình cấu hình cái kiểu là tính toán đơn giá thành của item, sản phẩm là theo kiểu nào. Giống như đây nha. Đó. Rồi ở đây là mình warehouse là mình xài cái default warehouse nào, và set cái real account by warehouse hay là by item group. Đây có này đó, warehouse hay item group đó. Ở đây mình xài warehouse luôn ha. Muốn xài rent thì bật lên không thôi, ở đây là mình chưa xài đúng không. Rồi cái băng kinh của cái công ty của mình nhập vô. Ở đây mình không có demo, không có này, bỏ để bỏ qua. Rồi business partner thì tới đây mình có hình tiếp cái phần công nợ 30 ngày này hay là bao nhiêu ngày, mình chọn vô default. Đó, dùng như thanh toán bằng tiền mặt đi. Đó là gì đó, mình 30 ngày hay là gì đó ha. Ví dụ như là tiền mặt. Thân tiền mặt là 1 à, cắt vô. Rồi need file new tip. Rồi cắt basic này mình có nữa ha. Rồi toàn 15 ngày. Toán sau 15. Dù vậy tiêu đề để sao cũng được đó. Tiêu đề nó có thể để sao cũng được. Thôi tổng từ ngày nào.
15. Sau đây nó đi nhấn lỏng này. Đó. Rồi, mình sửa lại chỗ này ha. Sửa lại bấm vô. Sửa lại bấm vô được ha. Đó, nói chung mình cấu hình mấy này, cái toán là mình biết mình cấu hình ấy, mình cấu hình cho có thôi vậy nha. Rồi, tiếp theo. Group nè, vendor group mình muốn define cái nhóm không? Mình tạo là nhóm như nhiều nhóm khách hàng, mình có nhiều nhóm hàng trong nước, khách hàng nước ngoài đó, mình tạo thêm nhóm vô. Còn không, ở đây mình để quyết định vendor cũng vậy, mình tạo thêm nhóm, tạo vô. Rồi, next tiếp theo tới inventory item group nè. Group mình tạo thêm nha. Group này mình tạo là group nguyên vật liệu đi ha. Nguyên vật liệu. Nguyên liệu đi. Nguyên liệu. Rồi. Tạo chưa được tại vì mình chưa có cái tài khoản map vô nên không tạo được, nên mình tạo sau nha. Tạm thời này tạo sau. Rồi net loan. Net loan. Đó tới mấy cái này. Này là số thập phân. Số thập phân thì amount là mấy số, giá hay số, amount hay số, risk hay số, quality tùy về hai số luôn đi. Hàng số hay số nha. Rồi. Rồi net loan. Ở net loan. Net loan. Đó. Đó. Rồi sau đó mình mới rồi. Xong ha, xong mình có hình cơ bản thôi. Nhưng mà thiếu bộ sổ kế toán ha. Sổ kế toán mình chưa có, mới có tạo database thôi. Chưa có sổ kế toán. Tiến hành mình sẽ nạp sổ kế toán lên. Thì đây có một chức năng nè. Element task nè. Ở đây có cái chỗ inbox rồi sổ kế toán cho mình ha. Sổ kế toán nó nằm chỗ data nè. Đây nè. Đó, giờ sử dụng cái phần mềm SAP Inward Data trên Power Workbench để đổ một sổ kế toán vô. Đó. Thì để làm được công việc này thì mình phải có một cái template ha. Cái template sẽ nằm ở đây trong cái SAP Unit 1 mình sẽ có một cái chỗ mình nhớ rồi. Không phải SAP Unit 1 Unit 1 không có 86 à. Ủa vô cái chỗ ODM file nè. Không có 86, rồi vô workband, vô thêm net, trong đây nó có là thêm net cho mình nè. Đó, thì mình muốn đổ phải nè, đổ cái gì đó, mình có thêm net đó. Ví dụ mình đổ về phải nè, thì có chấp account. Chấp account này có cái file. File này thì mình sẽ lấy cái bộ sổ kế toán của mình, localize, quốc gia của mình đó, mình bỏ vô đây. Đây, đổ vô. Đây, dây chuột ở đây sẽ có gửi cho mình bao nhiêu ký tự,
bao nhiêu ký tự nha. Đó, dùng cái này để mình đổ vô nha. Rồi đây mình có cung cấp sẵn cái file mẫu rồi, để mình sẽ lấy cái file mẫu này để mình đổ vô nha. Cái file mẫu của mình master data inbox app này sẽ có cái file template này. Copy cái file này mình đem vô đây để mình làm. Ví dụ để vô meter điện đi. Đây. Mở này lên. Cái file này làm sẵn rồi theo cái mẫu này luôn. Chỉ cần lấy về mình xài thôi. Đó. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái file này về mình xài. Đó. Bây giờ mình sẽ copy file này, mình sẽ save file này để mình vô ví dụ file này mình có sẵn à, set CLA nè. Mình đổ trước nha. Thì mình sẽ rồi mình sẽ copy cái này nha, mình chọn hết nha, sau đó mình còn đánh C, mình copy cái này, sau đó mình sẽ tạo một cái file notepad để mình copy nó ra, notepad, copy nó ra để mình đổ vô, tại vì cái file đổ vô là file txt hoặc là file csv chứ file cell là file chuẩn bị soạn thảo thôi. Sẽ tạo cái file đó ở đây đi. New CLA. Đó, mình mới save này lại. Save lại cái dạng là UTF-8 ha. UTF-8 nên nó mới hiểu tiếng Việt. Rồi mình save cho đề lên. Thì sẽ được cái file này. Đó, file CLA này. Và từ file CLA này á, mình mới đổ vô. Đổ đây. Sử dụng data workbench này. Thì data workbench mở ở đâu? Mở cái chỗ hồi nãy mình mới nói ha. Hồi nãy mình nói mở lại lần nữa nè. Mở lại lần nữa, tắt này đi. Mở lại. Đây module nè. Đó. Implement thì implement là triển khai, implement task là các nhiệm vụ nha. Đây rồi sau đó vòng data là dữ liệu nè, sau xuống đây data đây đó, rồi sau đó mình mới chọn là điền demo nè, manager là mật khẩu hồi nãy lúc mình tạo database sẽ có cho mình rồi. Ok, sẽ login vô cho mình. Login vô mình ha. Mình nhìn dưới đây là điện demo. Muốn inbox. Mình mét tới. Setup. Bởi vì setup là những cái mình setup. Còn master data là mình mình sẽ dự đổ master data. Bên này để cho mình. Ví dụ như là item, bia đất bạch nữa. Đó. Net vô. Add new. Net low. Finance. Bắt cao. Next, cái bậc cao. Rồi mình nhấn vô cái file nãy mình vừa chuẩn bị xong. Đó. Ở đây mình sẽ chọn là ATT Task Define. Next. Next. Đó. Ở đây mình sẽ chọn là Run Simulation để mình test trước. Nó chưa có đổ ha. Chạy. Đó. Ở đây có là 365 cái đổ vô, 4 cái đổ vô không được nè. Mình bấm auto để mình coi coi 4 cái nó bị sao. Fail 4 cái này, 4 cái đổ vô không được do là
gì đó gì đó như đây. Cái này đã tồn tại nè. Này đó. 8212 bốn cái này để đi làm dấu đi, rồi mình tạo ra mình nhập tay cũng được. Cái lớp em test này bị lỗi rồi đó, cách đổ như thế này mình sửa lại này, do là cái cha con này nó bị lỗi nè. 8212 với 8211 nè đó, chỉ mà đóng ba vô bốn tài khoản này nó không vô, rồi chút xíu mình sẽ tạo tài mình thôi, không mình sửa lại template này cũng được. Bây giờ mình dò lại file lâu lắm đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô, bỏ qua lỗi và đổ vô luôn next inbox. Rồi finish. Sau finish xong rồi á thì mình sẽ lô này mình coi lại lỗi không ha, success là nhiêu đây nè. Rồi coi fail là bốn cái này, mình nhớ bốn số này ha, mà copy ra bốn cái này mình chưa vô nè, rồi mình đổ lại đó. Rồi nè, đây bây giờ ra nhân ra đây, rồi mình vô lại thôi. Mở lại, giờ mở lại vô lại ha, vô chỗ điện demo nè. Đó thì bây giờ mình vô mình kiểm tra lại cái cho bà cao và đổ vô xong thiếu hai cái kia chút xíu mình tạo sao đó. Mình tạo thì mình vô edit cho bà cao nè, đó rồi. Đó, từ đây mình tạo thêm được cái vô đây. SM level là nó cần cấp ở đây, còn F sub level là con của con này. Đó, mình tạo vô. Ví dụ như SM level đó, thì nó là cần cấp với cái này. Đó, còn xóa lít phải vô đây. Advan nè, Delete đặt cao nè. Không được, không oh, meeting nè, đâu có cho đâu, mình phải nhập gì vô đây nó mới ra nè. Đó, ha. Nó ra cung cấp nha. Đó, để là cao rồi, xóa. Nên rồi, S, này à, S sub và cao, nó sub, vô ha. Đó, rồi mình nhập vô, như thế nha. Rồi. Rồi bây giờ như thế vậy xong rồi, xong á nghĩa là mình xong cái phần cái mà xong phần 3C chế mặt cao calendar currency currency chế mặt cao rồi calendar và currency currency mình không biết, còn thì em sạch đây nhiều lúc tôi không nhớ nữa, sạch đây currency. Nãy mình làm việc 5 đồng xong. Đó, calendar là cái này. Là cái này. Đó. Nè. Xong này. Tiếp theo mình sẽ đổ tiếp là tiếp theo mình làm tiếp là GL. GL. Đó. GL đây. Ví dụ như là tài khoản này. Đối với một sale thì những tài khoản gì? Purchase tài khoản gì, general tài khoản gì, inventory tài khoản gì, đó mình làm hết luôn này luôn. Thì dựa theo cái template này, cái template này mình có sẵn ở trong đây, có template là ờ
Như cái mẫu này cũng có hả ta? Có một cái là có sẵn luôn đó. Đây mình coi sao, có phần đó, để mình coi lại đây.